trên triệu người muốn dưới một Putin. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Bí ẩn thế giới. Bản tin số đặc biệt được phát sóng vào lúc 7:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh Tin 360 News. Xin mời quý khán thính giả cùng chúng tôi trải nghiệm, khám phá, giải mã những câu chuyện, những sự kiện bí ẩn từ khắp nơi trên thế giới mà có thể quý vị vẫn chưa có lời giải đáp. Sau đây, xin mời quý vị cùng quan sang khám phá câu chuyện Ramzan Kadyrov, lính bộ binh trung thành nhất của Putin. Trên triệu người muốn dưới một Putin. Putin là một người đàn ông đẹp trai tuyệt đối. Nếu bạn hỏi tôi nói tôi là lính bộ binh của Putin. Tôi luôn nói rằng tôi mắc nợ Vladimirovich Putin. Cả cuộc đời tôi nợ một người, Tổng thống Vladimir Putin. Không có người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Bạn đã từng nghe một cô gái nào hâm mộ Putin như soái ca mà thổ lộ theo cách như thế chưa? Có lẽ là chưa. Vậy mà có một nhân vật đầy quyền lực đã trả lời truyền thông như thế. Đây là người ấy, chính là người đàn ông có bộ râu rậm rạp và thân hình rất to đồ này. Ông ấy là Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya, một người mà hai thập niên qua bày tỏ sự hâm mộ với Putin, cuồng nhiệt không kém gì fan của Ronaldo hay Messi, say đắm với thần tượng của họ trong thế giới của bộ môn bóng đá. Hơn cả thế, Kadyrov nhiều lần từng tuyên bố là sẵn sàng chết để bảo vệ Putin. Và vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, đơn vị tinh nhuệ Akhmat dưới quyền của ông đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga để chiến đấu ở Ukraine như thể hiện cho sự trung thành. Vậy rốt cuộc bên trong mối quan hệ Kadyrov và Putin là thế nào, cũng như cuộc sống của người đứng đầu Chechnya có góc ngầm nào chưa biết đến? Đối đầu nước Nga. Nếu để kể về cuộc đời Kadyrov thì cần nhắc đến hai người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất đến nhà lãnh đạo sinh năm 1976 này. Một người mà chúng ta đã nhắc đến ở trên, Vladimir Putin. Còn người đầu tiên chính là người cha Akhmat Kadyrov của ông. Ramzan Kadyrov sinh ra trong một ngôi làng ở miền núi nhỏ Sentaroy, nằm ở phía đông Chechnya. Đến nay nó vẫn còn vẻ hoang vu khi chưa có đến 100 người sống ở đó. Cha của cậu nhóc Ramzan, ông Akhmat, khi còn trẻ làm việc tại một trang trại trồng lúa quốc danh, sau đó làm thợ xây ở vùng lân cận. Vốn là người sùng đạo Hồi nên vào những năm 1980, ông Akhmat thành lập viện Hồi giáo đầu tiên ở Bắc Kapka và giữ chức vụ hiệu trưởng. Nhưng tôn giáo và những bản thánh kinh không đủ sức giữ chân ông Akhmat ở lại mãi với tu viện, nhất là khi những biến động địa chính trị cực lớn xảy đến với Chechnya. Năm 1991, Liên Xô tan rã đã thổi bùng lên ngọn lửa muốn ly khai độc lập của người Chechen âm ỉ bấy lâu nay. Lúc này tu sĩ Akhmat Kadyrov xuống núi, gia nhập vào phe ly khai của ông tướng rau kẽm Durayev, người tuyên bố nền độc lập của Cộng hòa Chechnya Ichkeria. Akhmat nổi lên như một giáo sĩ kiêm chính trị gia có những quan điểm mạnh mẽ về chủ nghĩa dân tộc. Năm 1994, khi Tổng thống Nga Boris Yeltsin đưa quân đến Chechnya để bắt đầu cuộc chiến tranh lần thứ nhất, Akhmat Kadyrov đã đại diện cho giới Hồi giáo tuyên bố rằng Chechnya sẽ bắt đầu cuộc thánh chiến với Nga. Akhmat Kadyrov tuyên bố có 1 triệu người Chechnya và 150 triệu người Nga. Nếu mỗi người Chechnya giết được 150 người Nga, chúng tôi sẽ thắng. Lúc đó Ramzan Kadyrov vừa tốt nghiệp trung học ở trường làng. Ở tuổi 18 đã cùng cha mình ôm súng chống lại quân lính liên bang. Sau này Ramzan Kadyrov đã thừa nhận ông đã cùng các đồng đội đánh cho quân Nga tơi tả ở những trận chiến khốc liệt như trận bảo vệ thủ đô Grozny vào năm 1996. Sau thắng lợi ở cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất, ông bố Akhmat Kadyrov trở thành Mufti, giáo sĩ Hồi giáo cao cấp nhất của nhà nước Ichkeria. Còn ông con Ramzan thì tay súng tay quốc làm vệ sĩ kiêm trợ lý cho cha mình. Cũng chính giai đoạn này, cha con Akhmat Kadyrov xuất hiện những bất đồng với lực lượng lãnh đạo nhà nước Chechnya Ichkeria. Quy thuận Putin. Sau năm 1996, những thế lực Hồi giáo ở Chechnya bắt đầu nghiêng sang chủ nghĩa Wahhabism. Đây là một trường phái của Hồi giáo cực đoan, coi Allah là vị Chúa Trời, là đấng sáng tạo duy nhất mà con người phải dốc lòng thờ phụng. Điển hình của những người theo chủ nghĩa Wahhabism như Taliban đã phá cả tự phận, tiến hành khủng bố và hô hào thánh chiến với thế giới bên ngoài để duy hộ niềm tin của họ. Giai đoạn này giới cầm quyền, các chiến binh và những kẻ khủng bố ở Chechnya Ichkeria ngày càng gắn bó với nhánh tôn giáo dị biệt này. Điều đó khiến Akhmat Kadyrov bất bình và chia tay phe ly khai. Trong lúc này ở Nga,
ông Tổng thống nghiện rượu nặng Boris Yeltsin đã tìm ra được một ngôi sao tương lai cho chính trường nước này, Vladimir Putin. Vào tháng 8 năm 1999, Putin được chọn làm thủ tướng Nga. Chỉ một tháng sau, Putin quyết định đem quân tấn công Chechnya để san phẳng lô cốt của những phần tử khủng bố. Phải nói rằng, sự mạnh mẽ và lôi cuốn của Putin đã quy thuận được Akhmat. Trong cuộc chiến Chechnya lần thứ hai từ năm 1999 đến năm 2000, Akhmat không còn tuyên bố thánh chiến với Nga. Ông đã coi quân đội liên bang là đồng minh trong cuộc chiến chống lại Wahhabism và những kẻ khủng bố. Về mặt cá nhân, cha con Akhmat đã có mối thông tình với Putin ngay từ đó. Sau đây Ramzan Kadyrov kể lại, cha của ông có mối quan hệ đặc biệt tốt với Putin. Còn ông đã được diện kiến người đứng đầu nước Nga từ năm 2000. Cũng chính từ lúc này, gã trai có tính cách ngang tàng Ramzan Kadyrov cảm nhận rằng một Putin bên ngoài lạnh lùng nhưng lại có vẻ rất quan tâm, lo lắng đến mình. Thậm chí Vladimir Putin đề nghị tôi rời Chechnya rối ren khi ấy để đến nơi khác học tập. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để cha tôi một mình. Tôi chưa bao giờ rời xa ông ấy quá 2 hoặc 3 ngày, Ramzan kể lại. Tất nhiên, những sự thân thiết của cha con Akhmat với Putin càng khiến Aslan Maskhadov, người thay thế Dudayev làm người đứng đầu Chechnya, nổi giận. Maskhadov đã gọi Akhmat Kadyrov là kẻ thù của người Chechnya, và tòa án ly khai Saria đã kết án tử hình vắng mặt ông. Tuy nhiên điều này chỉ như một chất keo kết dính mối quan hệ giữa Putin và cha con nhà Kadyrov. Sau chiến thắng của Nga tại Chechnya năm 2000, Vladimir Putin lúc này đã thành tổng thống Nga, liền bổ nhiệm Akhmat làm người lãnh đạo, rồi làm tổng thống Chechnya. Còn Ramzan đứng đầu cơ quan an ninh của cha mình. Trên thực tế, dưới sự bảo trợ của Putin, Ramzan đã sải một bước dài trên con đường hoạn lộ như một bộ trưởng công an ngầm và ông trùm mật vụ khét tiếng của Chechnya. Đặc ân lúc khó. 4 năm sau, một biến cố lớn xảy đến với Ramzan. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2004, một cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở thủ đô Grozny. Một quả bom đã phát nổ dưới khu VIP của sân vận động, nơi Akhmat Kadyrov và những người đứng đầu của nước Cộng hòa đang theo dõi lễ diễu hành chiến thắng. Người đứng đầu Chechnya chết trên đường đến bệnh viện. Putin lúc này đứng trước lựa chọn quan trọng. Ông đã mất đi một đồng minh thân cận, một người quá hiểu và thích hợp để điều hành Chechnya tiềm ẩn đầy bạo loạn. Cần phải chọn người thay thế, nhưng người đó sẽ là ai? Nếu ở vị trí của Putin, hẳn nhiều người sẽ nhắm đến một chính trị gia Yarơ để thay thế Akhmat Kadyrov. Nhưng người khác thường thì luôn đi đường riêng biệt. Con mắt của cựu điệp viên KGB lại nhắm đến Ramzan khi đó mới 28 tuổi. Ngay lập tức, Putin cho triệu kiến Ramzan đến Điện Kremlin trong ngày 9 tháng 5. Cuộc triệu tập gấp gáp đến nỗi, trùm an ninh Ramzan Kadyrov lúc đó vẫn chưa kịp thay bộ đồ đền đêm đầy vẻ chất chơi bụi phổi. Và những hình ảnh trong Điện Kremlin được quay lại khi đó cho thấy Ramzan đã khóc trong cái ôm của người đứng đầu nước Nga. Câu chuyện sau này được chính Ramzan Kadyrov kể lại. Vào ngày 9 tháng 5, tôi nhận được một cuộc gọi từ chính quyền của Tổng thống Nga tại khách sạn, và họ yêu cầu tôi khẩn trương xuống xe ô tô để chở tôi đến gặp Vladimir Putin. Và lúc đó, tôi thậm chí còn không biết tại sao mình được gọi. Tôi vẫn chưa được thông báo về cái chết của cha tôi. Những cộng sự của tôi đã cất điện thoại di động của họ ở đâu đó, có lẽ để tôi không bị tổn thương bởi một tin nhắn gây cấn nào cả. Nhưng tôi phát hiện ra rằng cha tôi đã chết trong lúc ngồi trong ô tô trên đường đến Điện Kremlin. Một vị tướng nào đó đã gọi, bây giờ tôi không nhớ tên anh ấy, và bày tỏ lời chia buồn với tôi. Đối với Ramzan, cuộc gặp hôm đó với Putin đã thành định mệnh. Người lãnh đạo nước Nga không chỉ gặp Ramzan để chia buồn như một người thân, mà hơn thế, ông còn gửi cho đứa con coi khi ấy một thông điệp: tôi sẽ bảo vệ cậu, hãy tiếp tục tiến lên. Điều đó với Ramzan quả thật là một đặc ân. Xung quanh Ramzan, khi ấy có quá nhiều kẻ thù với cha con anh. Và khi đã hạ sát được Akhmat, thì mục tiêu tiếp theo của các chính trị gia đối lập hay các nhóm khủng bố chính là Ramzan Kadyrov. Chỉ cần Putin lúc đó quay lưng, đừng nói đến con đường chính trị, ngay cả tính mạng của Ramzan sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tất nhiên, Putin đã nhìn ra lòng trung thành của Kadyrov với mình và chấm điểm chú gấu cá tính này. Ngày hôm sau, Ramzan Kadyrov nhậm chức phó thủ tướng thứ nhất trong chính phủ của thủ tướng Sergei Abramov. Dù làm phó, trên thực tế Kadyrov
đã trở thành người có ảnh hưởng nhất trong nền Cộng hòa của Chechnya. Duy nhất điều ngăn cản anh ta không thể đảm nhận vị trí của cha mình chỉ là thế này. Theo hiến pháp của Đức Cộng hòa, một người có thể trở thành người đứng đầu phải từ 30 tuổi trở lên, trong khi Ramzan chỉ mới 28 tuổi. Nhưng Ramzan không phải chờ lâu. Ngày 18 tháng 11 năm 2005, Abramov bị tai nạn ô tô và bị thương nặng. Kadyrov trở thành thủ tướng. Lúc đó Ali Akhanov là tổng thống của Chechnya. Giữa Akhanov và Kadyrov cũng có mối thù hằn. Sự căng thẳng được đẩy lên đến mức giữa những người bảo vệ của họ phát sinh một hành động bên vực chủ rất sốc nổi, làm mở một cuộc đấu súng khiến ba người chết. Mọi chuyện kết thúc với việc năm 2007, Akhanov từ chức và Kadyrov ở tuổi 31, theo sắc lệnh của Putin, đã được đảm nhận chức vụ của cha mình. Tính cách đổi chiều. Hâm mộ Putin theo một tình cảm đầy ngưỡng vọng, nên không lạ gì khi Kadyrov có những điểm giống với Putin. Giống như nhà lãnh đạo Nga, Kadyrov cũng bị gán mác độc tài, thẳng tay xử lý các đối thủ chính trị của mình. Cả hai đều là những người nghiêm khắc triệt hạ các nhóm khủng bố. Kadyrov cũng cho rằng đồng tính luyến ái là hành vi phản truyền thống, gây bại hoại, và ông cũng rất hăng hái trong việc xử lý việc này. Có lẽ hiếm ở đâu một lãnh đạo lại dành sự tôn trọng cao độ đến một nhà lãnh đạo khác giống như Kadyrov đã thể hiện với Putin. Những người chỉ trích ông ấy không phải là người, họ là kẻ thù của cá nhân tôi. Miễn là việc đó được Putin ủng hộ, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Tôi là lính bộ binh của Putin, và ngay cả khi cả thế giới chống lại ông ấy, tôi sẽ đứng về phía ông ấy và vẫn là người lính trung thành của ông ấy. Với cách bày tỏ đầy nồng nàn như thế, nên không lạ khi Kadyrov trở thành đối tượng bị những người ghét Putin, trong đó có cả giới tinh hoa phương Tây, tấn công. Nhà lãnh đạo Chechnya bị gắn với biệt danh kẻ nịnh bợ, nhưng điều đó dường như không làm lính bộ binh của ông Putin bận tâm. Ông phớt lờ vẫn tiếp tục đăng bài thể hiện sự trung thành với Tổng thống Nga trên trang Telegram có đến 3 triệu người theo dõi. Ông cũng nhấn mạnh rằng không chỉ Putin có ơn với cá nhân ông, mà cả Chechnya vì sự ổn định mà Putin và nước Nga đã đem đến. Cụ thể, năm 2022, Kadyrov nói rằng ngân sách liên bang hàng năm chi 375 tỷ rúp để duy trì nền Cộng hòa. Theo ông, nếu không có Nga, khu vực này sẽ không tồn tại được dù chỉ 3 tháng. Tất nhiên, trong con người Kadyrov không chỉ có sự quyết liệt lạnh lùng, ở ông thể hiện tính cách đối chiều trong cùng một con người. Có những lúc Kadyrov cũng chơi trò tưng tửng nghênh ngang. Bởi vậy mới có giai thoại là sau khi biết sách kỷ lục Nga công nhận ông là nhà vô địch về số lần bị trừng phạt, đa số là từ phương Tây, chính trị gia này đã hỉ hả nói rằng ông sẽ nộp đơn vào sách kỷ lục UNESCO với tư cách là nhà chính trị gia bị trừng phạt nhiều nhất. Kadyrov cũng không giấu giếm những thành tích thể thao của mình, như là bậc thầy trong môn quyền Anh, đứng đầu liên đoàn cờ vua của quận liên bang Bắc Kapka, đam mê đua ngựa và mê bóng đá. Ông cũng tự hào khi có tới 14 đứa con, gồm 12 đứa con ruột với cô vợ đã tán đổ từ thời trung học và 2 đứa con nuôi. Tất cả những cá tính trái ngược đã hòa quyện trong con người Kadyrov, khiến cho người đàn ông 47 tuổi này trong mắt nhiều người trở nên bí hiểm, cũng như một số chính trị gia đương đại khác. Rồi những công tội của Kadyrov hẳn sẽ trở thành đề tài cho hậu thế phán xử. Chỉ biết rằng sự trung thành suốt 2 thập niên qua của Kadyrov đã cho thế giới thấy rằng Putin đã thành công trong việc biến kẻ thù của nước Nga quay lại phục vụ mình. Nói theo nhà nghiên cứu lịch sử Boris Yerkman, hơn 20 năm qua, đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử thế giới vì Hoa Kỳ luôn chống khủng bố bằng cách đổ dầu vào lửa. Putin đã xoay sở để biến kẻ thù của ngày hôm qua thành bạn bè, đồng minh. Ông đã khôi phục được nền Cộng hòa, thành phố và làng mạc, và làm cho nó dần hồi sinh từ đổ nát. Quý khán thính giả thân mến, bản tin số đặc biệt Bí ẩn thế giới ngày hôm nay của kênh tin 360 News đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận về sự trải nghiệm của quý vị bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Nếu thấy video mang đến một sự trải nghiệm mới cho quý vị, thì đừng ngần ngại like và share video đến với nhiều khán giả hơn quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh tin 360 News. Đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các chuyên mục đặc biệt Bí ẩn thế giới sẽ được phát sóng vào lúc 7:30 tối Chủ nhật hàng tuần
trên kênh tin 360 News. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.